Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một cây quạt bàn, quạt sắt toàn thân gang sắt hết nha anh em, từ đế bầu. Và con này là dòng quạt cổ Chóp Hỏa Tiễn. Con này được sản xuất từ những năm 1965. Và anh em có thể thấy cánh của nó là cánh 30. Và cái màu cánh rất là đẹp. Trên hình này thì không thể hiện hết được cái màu cánh của nó. Nó kiểu dạng là cánh màu xanh, nó pha pha tí titan, nhìn nó rất là đẹp. Ở đây thì nó không thể hiện được. Anh em có thể thấy phía đằng sau nó là dòng gang sắt. Đó, rất là đẹp. Từ năm 1965 đến giờ mà nó còn giữ được như thế này là quá là tuyệt vời rồi. Tất cả là nguyên zin hết, cổ các thứ nào cổ sắt hết. Tút lăng là tút lăng cát nha anh em. Ở đây nó sẽ có hai cái nút này để chúng ta nhấn. Đó, anh em có thể thấy cái này là dây rút, và khi mà chúng ta cho vào chúng ta có thể là chúng ta nhét vô thôi. Đó, sơn là tất cả là sơn zin hết nha anh em. Quạt này nó thuộc dạng là lồi đồng cối đá, rất là bền, gang sắt quạt rất là êm mát. Con này thì nó là dòng số ngược, có nghĩa là số 1 là số lớn nhất và số 3 là số nhỏ nhất nha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nào mà yêu thích cây quạt Lationa sản xuất từ những năm 1965 này thì có thể liên hệ với em. Cảm ơn tất cả mọi người.